chơi là chạy, đặt là bay trên Traveloka. Hello, có một mình Ngọc đây thôi hả? Sáng sớm mà bấm chuông ta. Hello. Sáng sớm đi đâu đông vui vậy? Dạ. Chúng tôi có một nhiệm vụ dành cho bạn. Bạn hãy mở app Comico để xem nhiệm vụ đó. Team Running Man. Ui, cái app này là bữa Jun có giới thiệu cho Ngọc luôn. Sao tự nhiên hôm nay giao nhiệm vụ trong đây ta? Comico nhiệm vụ. App này nhiều chuyện hay lắm nè. Đây là một câu chuyện luôn. Bạn có đồng ý du hành vượt thời gian cùng chúng tôi hay không? Chính là cánh cửa đưa chúng ta về một Running Man khác, nơi đó chỉ có hai người chiến thắng là anh với em. Vậy thì mình không còn phải sợ gì hết. Không còn sợ gì nữa. Cuộc đời thay đổi sau khi bước qua cánh cửa này. Nhưng mà em vẫn hơi lo lo. Lo gì? Giờ một là qua, đổi đổi không đổi thôi, còn ở đây vẫn thua. Kệ, còn gì đâu để mất. Let's go. Sức gâu à? Ủa? Ông dán vô trời ơi.
Cho mấy người lời lời sao cho bà Hằng. Sức khỏe có to và lụm khẩm nguyên. Tôi là tôi còn ngon lắm đấy chứ. Này tôi nhìn vậy chứ cũng còn ok à. Ủa mà anh Giang ơi, tự nhiên sao qua cái cửa đó xong ai cũng già hết vậy rồi sao chạy? Mà giống như là đô với mon. Sao cửa không gian? Nó trẻ lại mà tự nhiên. Trẻ lại lúc 20 tuổi rồi. Cửa này có một lối đi, có lối đi chứ không có lối về. Đó, chỗ này ok, đúng rồi, đây nè. Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Không nhung nhớ, dẫu đã biết tình không như mơ thế. Ở đó mà tôi không tới kịp. Anh có tính đột đóng đầu hẹn đó thì không? Thế sao còn một ngày sau? Không nhất thiết sẽ là tình ca, để mình nhắc nhau nghe chuyện buồn vui đến cạn lời. Vì em đã vô tình cướp con bò anh đi, và cho anh lại một người bạn đời. Dạ con nghe chồng thấy không? Em đi vào đây. Đẹp trai quá trời. Trời ơi sao lăn về mặt cái quần trời dữ vậy coi. Cái quần con trên đây. Kéo cái quần con không. Kéo cái quần con. Dạ cái quần con không sợ. Ủa sao kỳ vậy là mấy ông mấy bà. Dạ anh em mình bước qua cái cửa này 100 tuổi là trăm liền mà sao mấy đứa nhỏ bước qua nó còn ngon lành cành đào quá. Thấy không? Dạ ba ăn ở đó. Dạ ba ăn ở hả? Tốt. Anh cái gì hổn láo rồi sao 100 tuổi mà anh. Ủa tôi lỗi bác. Chứ sao anh mày được. Chào mừng các bạn đã đến với Phú Quốc, nơi để các bạn tìm lại tuổi trẻ của mình. Nam Phú Quốc là nơi được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển lặng sóng, nước biển xanh màu ngọc bích. Sở hữu vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên cùng với những công trình đậm chất nghệ thuật mang đến sự tươi mới đầy sức sống, nơi đóng lại cánh cửa thời gian và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Hệ sinh thái Sun Group là điểm du lịch hấp dẫn với rất nhiều trò chơi thú vị cùng với không gian nghỉ dưỡng sang trọng, chất lượng và khác biệt, tạo nên một hòn đảo đẳng cấp, hiện đại và lãng mạn. Địa điểm đầu tiên của Running Man Việt Nam chơi lại chạy chính là thị trấn Địa Trung Hải. Sun Ramir Village Primavera bao gồm tổ hợp boutique shop house rực rỡ sắc màu, lấy cảm hứng từ những căn nhà tại miền Nam nước Ý. Với thiết kế đặc trưng phong cách kiến trúc Địa Trung Hải là quần thể tiện ích với nhiều điểm đến đặc biệt khiến ai cũng ao ước được trải nghiệm một lần trong đời. Trong cuộc đua tìm lại tuổi trẻ ngày hôm nay, các bạn đều đang có số tuổi là 100 tuổi. Wow. Người quay trở về tuổi thật của mình sớm nhất sẽ trở thành người chiến thắng của cuộc đua hôm nay. Mấu chốt của cuộc đua lần này chính là các bạn phải cố gắng trừ đi tuổi của mình, từ 100 tuổi về lại tuổi thật của mình. Vậy thì anh Giang dễ thắng lắm á, tại anh Giang lớn tuổi nhất á. Tính ra anh Giang với anh Vinh là trừ 2 lần thôi là đến tuổi của mọi người, và tụi em phải trừ 3-4 lần luôn. Trong nhiệm vụ lần này,